Alo, chào anh em quay trở lại với channel của AD nhé. Và ngày hôm nay mình sẽ lại vừa chơi cũng như là vừa hướng dẫn anh em chúng ta những cái bắt những cái cầu, những cái ván mà nó có cái tỷ lệ ăn cao ở trên cái game sóc đĩa online. Cụ thể là mình đang chơi là con 68 game bài anh em nhé. Nói chung là với cái cách này thì anh em chúng ta có thể là bắt được trên tất cả các game. Cái cách đánh này mình gọi là đánh bắt cầu, đánh du kích anh em nhé. Đấy thì là cách đánh làm sao thì mình sẽ vào mình soi cái cầu lịch sử trước đó nó đi làm sao đấy, và mình căn cứ vào đó để mình đánh cái ván tiếp theo. Thì ví dụ như ở đây là mình thấy là trước nó có đi là có lần đi ba ba lẻ gãy đúng không, ba lẻ bây giờ cũng tiếp tục là ba lẻ này đấy. Thì thường nó hay gãy ở những con như này đấy, thì là con này mình sẽ bẻ vào, mình nhìn thấy có cầu như này mình sẽ bẻ nhẹ một con đầu tiên. Đấy, và đầu tiên là 200. Thì với một cái số vốn nhỏ nhỏ thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể là kiếm lãi được thông qua cái cách bắt kiểu này. Đây, ván đầu tiên mình sẽ vào là 200 nhá. Nếu như gãy con này thì sao? Gãy con này thì trước đó nó có lần nào đi 4 không? 1 2 3 4 đúng không? Có một lần đi 4 ở đây. Và một lần đi 5 ở đây. Thì căn cứ vào đó mình tiếp tục là chia vốn ra, mình bẻ tiếp một con này. Đấy, con này mình sẽ bẻ tiếp là lên 400 này. Tức là vốn khoảng độ 2 3 4 5m là chúng ta có đánh theo được cách này, và một ngày mình vẫn có thể là kiếm được vài trăm k thông qua cái cách bắt này. Nói chung là bất kể một phương pháp nào cũng vậy thôi, vốn to vốn nhỏ không quan trọng, quan trọng là cái cách chúng ta bắt, cách chúng ta chia vốn là chúng ta vào làm sao nó phù hợp trên cái số vốn của chúng ta thì chúng ta sẽ có lãi. Thì có rất là nhiều anh em là có phản hồi cũng như là đóng góp ý kiến cho mình. Thì đầu tiên thì mình cũng cảm ơn tất cả anh em đã có cái ý kiến đóng góp. Tức là có nhiều anh em thì thắc mắc là thế tại sao mà muốn ăn 500 thì không vào rình rình cái tay nào chắc, đánh luôn một tay xong chốt luôn, việc gì phải nhai đi nhai lại làm gì nó mất thời gian anh em. Nhưng mà mình ở cương vị người chơi và mình không thể nào có một cái cách nào để mình biết trước được cái kết quả của nó sẽ đi làm sao, cho nên là bắt buộc là mình phải căn cứ vào những cái dữ liệu, những cái kết quả trước đó nó đi để mình dựa vào đó mình đánh thôi. Chứ nếu mà mình mà biết trước kết quả mình đánh một tay để mình chốt thì chắc là mình không chịu chốt một tay đâu anh em ạ. Mà mình khẳng định là khả năng là anh em giống như mình thôi, cầm cố tất cả các loại gì đang có vào đánh đúng một tay all in luôn đúng không? Đấy, chỉ cần vào làm tay thôi là cuộc đời nó sang một trang mới luôn đúng không? Thế nhưng mà chúng ta đâu có biết được trước kết quả là nó sẽ đi như thế nào đâu mà chúng ta làm như vậy được. Thì đây là cái cách mà mình thấy là nó an toàn và nó có thể là giúp cho chúng ta là kiếm lãi được hàng ngày. Đấy, thì vừa rồi ăn được một tay vào, ăn được một tay đầu tiên đúng không? Ăn được một ván đầu tiên thì là bây giờ lúc này thì nó đã hết cầu rồi. Đánh hai tay thì tay thứ hai ăn lúc này hết cầu. Thì mình lại phải chờ. Đấy, mình lại phải chờ gặp những cái cầu tương tự như vậy thì mình vào. Chứ còn nó không có vào tùm lum. Mình thấy là có nhiều anh em là đánh theo kiểu như này. Đấy, để gần cuối trong ví dụ kết chặn đánh này. Sao lại sợ là sang đây lại đánh như này, đánh này, sẽ đánh này. Thì xin hỏi rằng anh em là kiếm lãi bằng cách nào? Đấy, nó ra như này thì là bị lỗ đúng không? Thì theo cái cách này mình thấy là không ổn một tí nào. Thấy rất nhiều anh em chơi sóc đĩa là hay chơi kiểu như này này. Đấy, về vẫn được ăn nhưng mà lỗ á, đúng không? Thì là thường thì mình thấy anh em mà kiểu săn hũ á, là hay chơi kiểu này. Nhưng mà chơi vậy thì mình thấy là không ổn, bởi vì hũ là nó ít khi nổ. Thế trên con 68 cái bài này thì tuy nhiên là tuy rằng nó không có hũ, thế nhưng mà kể cả nó có thì cũng không nên chơi như vậy anh em nhá. Kể cả có đi nữa thì cũng không nên chơi theo cái cách đó, không ổn một chút nào. Đấy, lúc này thì đang chạy cầu 11. Thì cái thời điểm này thì là với những cái cầu mà nó chạy chạy như này ấy, thì là cái tỷ lệ nó không cao đâu, nó bất có thể là gãy bất cứ lúc nào, thì chúng ta gọi là vừa đánh vừa chờ cầu đánh nhẹ thôi.
đấy, vào cái gãy luôn, thấy chưa anh em, vào cái gãy luôn đấy. Đấy, và căn cứ vào dữ liệu trước đó ấy, thì là nó đi là cũng có một lần là hai chẵn gãy đúng không? Thì con này mình sẽ là đánh sang cửa lẻ. Đấy, lúc này con này mình sẽ đánh lên 300 này. Đấy nhá. Đấy, chờ kết quả con này anh em nhá. Con này là 300. Thì nếu như nó gãy ấy, thì là con sau mình phải bỏ thôi, vì sau là nó đi là 4 cơ. Đấy, thì mình chờ nếu như nó lên một con chẵn nữa thì là mình lại vặn con lẻ con sau nhá. Đấy, theo cái cách này thì chúng ta là bắt buộc là phải chờ có dữ liệu như vậy tương tự thì chúng ta mới vào. Đấy, không có lần nào đi 3 đoạn này nhé. Trong vòng 18 cộng 12 2 trong vòng 40 viên đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đấy, trong vòng một cái bảng cầu này là trong vòng 40 viên này. Ra con chẵn thì là con sau thì là đẹp. Đây là một con 100 gãy, con 300 gãy này. Thì con tiếp theo này chắc phải đánh lên khoảng độ 6-700 gì đấy nhỉ. Gãy luôn ở đây rồi anh em ạ. Lại phải chờ thôi. Để xem có cái tín hiệu nào ở cái đoạn này không. Trước đấy thì là nó đi là... Ồ, tiếc quá anh em ơi, ngay trước mắt đây mà không nhìn thấy này. 1-2-3 này. Này mà không nhìn thấy này, tiếc nhỉ. 1-2-3. Đây gì? Ba chẵn đây mà. Thế mà lại không đánh cái con này, phí thật. Tiếc thật đấy. Thôi không sao, lại phải chờ thôi. Lại phải chờ anh em ạ. Tiếc thật, đánh con đấy nhìn thấy sớm thì là chốt luôn rồi. Lại ra 1-1 rồi anh em ạ. Tiếc thật đấy. Đấy, thì rõ ràng là nếu chúng ta đánh theo như vậy ấy, thì là cái tỷ lệ ăn nó rất là cao đúng không anh em. Đánh theo cái cách vậy thì là tỷ lệ ăn rất là cao. Ok, thì là anh em có cái câu hỏi gì hoặc là có cái ý kiến gì cần đóng góp thì anh em để lại cái bình luận cho mình nhé. Ở video này thì mình sẽ là tạm dừng ở đây thôi. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.